Lady Killer Productions. Không muốn dừng chân, chìm sâu trong màn mưa. Vừa rồi từng nỗi đau thấm ướt đôi vai gầy và đau đây gần xa là tiếng âm thanh sờ vờ đau đó. Từng giọt nồng ngập tràn nơi khóe môi. Thật sự thật là nhớ ngơ mẹ trong em không thể dừng lại. Tha mình trong tay ai, nằm cạnh ai đêm mai và lần sau của em không thể nhận ra được xung quanh em lựa chọn nào đúng sai. Vì cách mà họ luôn muốn phủ nhận để chiếm hữu em, bên em sao những mưa tiền làm ta nảy dầu chỉ bằng lá. Anh như vậy đó là một thằng không ra tỉ sau những đêm tâm hồn rộng tuếch bên cạnh những chiếc vỏ chai lăn lóc. Tất cả mọi người nhìn anh bằng ánh mắt nghĩ anh là một thằng đầu óc không bình thường. Họ thích anh gục ngã như vậy mà sau khi chia tay sự thật là giữa hai ta còn gì đâu em ngoài một hạnh phúc ảo được em đưa vào cuộc sống trước cuộc đời nên mặt vào. Nói nhớ trong tim thời gian tem bao lâu cho một vết thương khi đã qua nhiều năm. Đôi bàn chân anh là thương vô định, tìm tao một lối ra mịt mờ đêm vắng trong màn mưa em nhạt nhòa bóng dáng lăn quanh lúc anh đưa đôi tay ra nhẹ vẫy. Anh nhìn theo những sắc cho tan tìm về phía xa. Em là người mà anh ước ao xuống trọn đến, nhịp nhắc lại bây giờ thì còn cái gì đâu vì bây giờ cả hai cũng chẳng là gì của nhau. Nhớ lần em nói yêu anh trong bối rối nhưng không ngờ môi kia môi và em đang ở rồi. Làm sao để anh quên bao nhiêu giấc nồng say, làm thế nào anh đừng nghĩ khi em ở trong vòng tay của người ta. Chân lên những con đường từng mang tên không gây lỗi lầm dù âm thanh tan dần thì tôi vẫn hát mãi những khúc ca kia. Dù cho sóng gió dù cho nguy khó và dù cuộc sống có lắm chua cay tôi sẽ vẫn vậy. Đánh ta lạ dùng visa ủ ba ván chọc bê ra bi xu lộ xoay sơn lẻ lo baby. Nắng gió bên em anh không thể chấn che được gì mong mà chưa chiều sáng như bằng một sao xa về nơi em xa. Nhưng khi em ngước mắt lên trời để nguyện ước em sẽ cần một ngôi sao sao lóng lánh như là anh để mang đến cho em những lời anh tồn tại. Điều ngọt ngào còn không bên những chiếc hôn từ ngày anh sẽ quay trở về. Sao mặt cách lòng chật nhịp, khoảng cách từ trái tim đến trái tim không thể nào đuổi kịp. Anh và em như hai đôi tình yêu dẫn lối, bắt đầu một cuộc sống mới và hai con người đó trông chọn lại cả thế giới. Một ngày tận cùng thế giới mà từ giọt nước mắt biến thành những nụ cười. Một nơi tình yêu dẫn lối, từng chặng đường dài kết thúc in dấu sẵn. Một bài hát dành cho những người không còn tồn tại trên thế gian này. Nó tên là Một Ngày Nào Đó. Để mất đi sự bình yên bởi một chiếc xe điên lao trong thành phố gần hết vận tốc phanh gấp. Một người bị hất ra đằng xa, người kẹt giữa cầm xe một dòng máu hòa xuống đất. Sự sống và cái chết trong gang tấc, cậu bé đó cố gắng hết lại khi người tài xế bẻ tay lên đè bánh xe lên người cậu ta để thoát ra. Cho đến khi cậu ta bất lực và nhắm mắt tăng ga cài số tôi sẽ mất. Ngày xử án hóa lại rất nhiều lần và cuối cùng là 2 năm tù cho kẻ sát nhân với nhiều tiểu trọng lách luật khiến cho người ta cảm thấy phận bất. Gây tai nạn chết người cũng chỉ phải để tiền còn hơn là phải chu cấp. Một tình yêu vào phần bắt đầu muốn anh mất hết tất cả.
cả mỗi thách thục cay đắng trọn vẹn ở nửa cuối. Hình ảnh em bên anh như vừa mới đây, dập dần nơi giấc mơ. Những nụ hôn ngọt ngào của em hút dần trong ai từng nhịp thở. Anh như thu mây với một chút không khí chỉ còn vẹn vẹn trong một chiếc túi. Buông chặt một đầu cố gắng thở cao trong đó không đường lùi khi phải chịu. Call me the liar, yeah, whatever you want. Andre is back, call me the liar, phần 2. Hỏi lại một lần nữa là cô ấy giờ đang cần ai. Không cần nghe trả lời cũng đoán ra. Cô ấy nói rằng em cần anh, liệu anh cứ nhớ khi thiếu em những đêm qua. Nghe mà buồn cười thật. Nah girl, chắc em cũng biết anh nói với ai cũng dùng lời đường mật. Em là một trong số.